lại à, vẫn nghe cái tiếng quen thuộc. Ô em chào chị Nhi. Dạ. Đó, quý vị nghe tiếng quen thuộc không? Cách 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 đó. Đó là tiếng mà thường ngày chị Nhi sắc ủi. Chị Nhi khai xuân ngày mùng mấy vậy chị Nhi? Dạ mùng 8. Dạ. 8 và nghe tiếng đạo quá quý vị. Nay có gì thay đổi không chị Nhi? Giá cả vẫn như vậy hay sao chị Nhi? Dạ. Tết ra mình không lên giá hả chị Nhi? Không có lên. Dạ. Có 20. Đây bé ơi của con. Dạ. Rất là nhanh quý vị. Khách đến đây chỉ chờ trong vòng 3 phút thôi là có liền. Đây. Ôi. Ở đây hình như là em thấy là có ổi ổi sắc vỏ hả chị? Không phải. Dạ. Cái ổi luộc này thì mình đâu có sắc hả chị? Còn cái ổi này là không, cái ổi luộc á thì mình để cái vỏ luôn. Dạ đúng rồi. Luôn. Còn đây là ổi sống hả? Ổi sống bình thường hả? Đúng rồi, cái đó là ổi sống. Bữa là mình thấy muối là chị đây để đâu quên rồi chị hả? À bên đây. Xoài này. Xoài lắc, cóc lắc. Kẹt xe rồi. Ở đây mình thấy chị có cái thầu nước mắm cũng rất là hấp dẫn nè quý vị. Ủa thầu này là mới có hay là lâu rồi hả chị nhờ? Dạ, cái đó lâu rồi mà. À lâu rồi hả chị? Cái gia vị để em gieo cái xoài lắc nữa. Dạ, cho em coi chút xíu nha. Dạ, đây. Wow, đường. Nó quẹo đường luôn. Đó. Cái này mà ăn với xoài lắc, bóc lắc quý vị. Đó. Đây, muối. Muối rất là nổi tiếng quý vị. Bữa thì như là chỉ có bán cái hũ, mỗi hũ như vậy là 10.000 đó. Cà na. Dạ. Nay thời gian mình vẫn như vậy hả chị ha? Dạ đúng rồi. Dạ. 48 rồi. Nhìn ngắm lại một lần nữa chiếc xe ổi luộc của chị Nhi nha. Rất là sạch sẽ quý vị. Xoài thì chị đã lấy hộp sẵn rồi. Như em thấy cho chị cắt miếng nào miếng đấy nó đều dữ vậy chị? Mình cắt cái hàng đó mình. Dạ. Ủa chị lấy cái gì chứ đâu phải lấy dao hả? Dao hả? Dao mà nó bị lõm vào một khúc. Hả? À. Dạ. Mình quen tay cái mình canh cái giữa mình chẻ ra được à. À
dạ. Chẻ bằng dao này luôn mẹ. Dạ. Chẻ bằng con dao này luôn. Mình canh nó, mình chẻ quen tay cái mình canh là làm được à, đâu gì đâu. Phải thấy vậy á. Mình chưa làm thấy hơi khó khó, chưa làm biết là được à. Ở đây như là mới mở quán nước hả chị? Ở phía sau á. Ở đây có lúc giờ rồi. À là lúc tới giờ rồi hả? Hình như là lúc đó là họ trắng ở bên đây hả? Đứng ở ngoài đây nè. À dạ. Ta có rào trong đây cho nên là quán nước ta vẫn bán ở đây. À dạ, vẫn bán trong đây mình không thấy. Chị lấy cho em một trái ồi với lại một lát xoài được không chị? Dạ. Dạ. Với lại một cái ly muối. Ly muối lấy riêng. Còn cái này chị lắc giùm em đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị cắt cho em luôn. Vậy thì được rồi, để cho em được, đổ bình cho em được. Mình nãy giờ mình đứng là mình thèm lắm rồi quý vị. Mình đi đem về nhà và ngồi và ăn thôi. Bao nhiêu vậy chị Nhi? Dạ 30. Chị lấy giúp em từ 50 á. Dạ cảm ơn chị nhiều. Dạ cảm ơn chị.